Rồi, hello mọi người. Anh sẽ hướng dẫn luôn cái phần tay cho mọi người nha. Thì trước khi vẽ cái tay á, mình chỉ cần vẽ trên cái khung thôi. Mình có cái khung là cái tay rộng hay là tay mỏng hay là tay cao, tay ốm gì đó, mình vẽ trước nha. Ví dụ như anh vẽ cái tay cỡ này đi. Rồi, đây là cái phần vành tay trên nè. Đó. Đây là cái giấy tay này đúng không? Rồi. Đây là cái phần quay hàm này, đó. Thì bây giờ mình nhớ nè. Mình chỉ cần vẽ vậy thôi nha. Mình chỉ xác định cho anh cái khung thôi, còn bên trong mình tự vẽ cho anh theo cái ba rem luôn. Thì mình sẽ có một cái vành tay ở trên đây, nó giống như một cái khối trụ á, một khối trụ chạy xuyên suốt xuống đây luôn. Ừ, thấy không? Rồi thì chỗ cái đường ở này mình sẽ chạy xuống đây và mình sẽ vòm ra cái phần thịt dư ở đây. Cái này là anh cũng không rõ cái gì nữa mà mọi người hay thấy đúng không? Đây, từ đây mình sẽ móc lên đây, đó, công lên đây nha. Thì mình nhớ là từ đỉnh này, đỉnh tai tới phần đáy tai á, mình sẽ chia hai ra. Thì cái phần lỗ tai mình á, nó nằm trong khoảng đó nghe, nó nằm ở giữa luôn đi, nó nằm ở giữa luôn đi cho mình dễ hình dung. Đó, nó nằm ở giữa luôn. Đừng để cao quá nghe, đừng để lỗ tai cao quá, cũng đừng để lỗ tai thấp quá nghe. Rồi. Thì cái này là dựng hình nè. Còn nó có những cái phần khối nữa, ví dụ như là cái đồ lõm này, đó. Cái đó là nâng cao nghe, mình vẽ được thì cũng mình nếu mình vẽ luôn á thì không sao, mình vẽ được thì vẽ luôn nghe. Đây. Rồi bây giờ cái này là cái phần khối trụ này, thì có phải là mỗi khối trụ mình phải tạo cho nó một cái gì, một đường đỉnh khối không? Đường đỉnh khối nha. Đây, ánh sáng hướng này nha, anh đang chọn ánh sáng hướng này thì đỉnh khối này. Rồi tương tự bây giờ ví dụ đi, anh có một tấm thép đi đó, anh muốn cái tấm thép này nó dày lên thì bây giờ mình phải làm sao? Mình tạo cho nó một cái gì, một cái đỉnh khối đúng không? Đó, mình nhấn đậm đỉnh khối này, mình nhả xuống dưới. Tương tự nè, nhấn đậm đỉnh khối nè, mình nhả xuống dưới nè, thì nó sẽ tạo độ dày cho cái phần tấm thép này, thấy không? Tạo độ dày. Đó. Thì bây giờ mình áp dụng cái này thôi. Mình muốn cái phần tay mình nó có độ dày đúng không? Thì cái phần giấy tay này mình đừng có để không, mình nên tạo cho anh một cái đỉnh khối nữa. Đó, mình sẽ chạy xuyên suốt lên cái phần vành tay này luôn. Được chưa? Rồi tương tự nè, phần này nè, mình tạo thêm cho anh một đỉnh khối nữa. Đó, lát nữa mình sẽ tạo độ dày cho nó. Thấy không? Đỉnh khối, chân khối là nó tạo lên một cái gì? Đỉnh khối và chân khối là nó sẽ tạo cho mình một cái mặt tối nha. Nè, thấy chưa? Đó. Rồi. Vì còn lại là mình sẽ làm theo nguyên tắc thôi. Nhấn gì? Nhấn động đỉnh khối và sao? Mình nhả ra chân khối. Đây, nhấn động đỉnh khối này, nhả ra chân khối này. Rồi, sau đó mình sao? Mình chuyển mờ đỉnh khối lên trên một tí cho nó mềm khối lại nghe. Cái này cho nó là trung gian đi. Rồi. Tương tự này, phần tay này nè, đó phần cục dư này, mình cho đỉnh khối đây, nhấn đậm nó. Mình nhấn đậm nhất trên cái phần là đối xứng nguồn sáng nha, là hướng này nè, thì mình nhấn nó nhanh nó này, nhấn trên góc này và góc này. Thấy chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ nhấn đậm cái này nha. Nhả ra. Rồi, chuyển mờ lại lên trên. Đó, mình thấy nó có độ dày không? Tương tự nè, cái phần giấy tay này nè, mình nhấn đậm đường đỉnh khối nè, mình nhả xuống dưới. Cho nên mình chuyển mờ mờ lên trên lại thôi đúng không? Rồi chạy xuyên suốt lên đây luôn nha. Mình vẫn nên cho cái vành này nè, nó sẽ tối hơn cái nền luôn nha. À, tương tự cái lỗ tai mình nó lõm đúng không? Lỗ tai này nó lõm xuống, thì bây giờ cái phần mà lõm xuống á, nó sẽ là phần tối nha. Mình nhấn đậm nó nè, mình nhả dần xuống tới gần giữa, mình sẽ dừng lại và nhạt dần, mất dần ra luôn, thấy không? Rồi nhấn đậm đỉnh khối nè, mình nhả xuống nè. Sau đó mình sẽ làm sao? Mình chuyển mờ đỉnh khối lên trên tí cho nó mềm cái phần lỗ tai. Mình đang vẽ cái tay nâng cao nha, không phải tay căn bản nha, nên là mình nhấn nhả thường xuyên nha, nhấn nhả thường xuyên cho nó mềm khối lại. Rồi
Rồi, dưới này là phần sáng này thấy không? Nó ngửa ra sáng này. Thì cái này sáng á, nó sẽ gấp xuống đây. Thì mình nên cho cái này là trung gian này. Mình cho nó một cái đường đỉnh khối ngắn nhẹ ở đây tí. Rồi cũng nên chuyển màu mờ tí nha. Rồi. Những cái nào mà bóng đổ á, những cái nào mà tối nhất hồi nãy anh nhấn á, mình có thể sao tạo bóng đổ cho nó nghe. Lấy từ chân khối này, đó, lấy từ chân khối này mình sẽ tạo bóng đổ ra cho nó. Đây. Bóng đổ này nó sẽ sao nó lộn theo khối nha, nó lộn theo khối này mọi người, thấy nha, nó lộn theo thấy chưa? Chứ nó không có phải là nó thẳng nha. Nếu mình cho cái này á, mình cho cái này luôn này, cho hình tam giác này thì nó lõm theo khối, còn nếu không cho thì nó thẳng luôn nha, nó cong luôn. Đúng không? Tùy mình thôi, nếu mà mình kịp á mình vẽ luôn cái này. Rồi. Những cái nào nó tối thì mình sẽ đổ bóng xuống nha. Rồi cái tay này, cái phần giấy tay này nhiều khi nó đổ xuống cổ nữa. Nhưng mà cái đó mình không xét nha, mình không cần cũng được, bởi vì phần cổ là phần tối rồi, ánh sáng nó đổ vô ít khi đổ lắm. Phần tối, trong tối không có đổ bóng nha. Rồi, mình phủ thêm lên, đang nét lên. Rồi, trước khi đánh á, đánh xong rồi đúng không? Mình sẽ làm sao? Phủ lại cho anh một một hai lớp nha. À, trên cái vành tay này mọi người nhớ đó, cái tay mình muốn nổi lên đúng không, thì cái vành tay là phần tóc này, mình nhấn mình nhả lên trên nghe cho nó nổi cái phần phần tay lên nó. Nên nhấn nhả lên trên để nó nổi cái tay nghe, tay vẫn phải sáng hơn cái tóc. Nói chung là cái cấu trúc tay mình nó có nhiều lắm, nó có nhiều cái chi tiết lắm, nhưng mà anh không có hướng dẫn như cái đó, bởi vì mình đi thi là nó đơn giản thôi hà, nên là mình cứ bám sát theo cái barrier của anh nhẽ là mình áp dụng vô luôn nha, không cần phải vẽ gân guốc này nhỏ đâu, nó khó mình nữa đó, nó làm khó mình hơn nữa đó, cứ vẽ những cái căn bản thôi. Đây. Phủ thêm nhanh này. Đó, nhớ là tạo độ dày cho khối nha, nhấn đỉnh khối nhả xuống chứ đừng nhấn từ chân nhả lên nha, mình nhấn từ chân rồi này mình nhả lên nó bị yếu khối, bắt buộc mình phải tạo đỉnh khối cho nó, giống như khối cầu khối trụ á đúng không. Rồi cái là phần tam giác này đó, phần tam giác này mình nhấn hai đường này mình nhả về nhau cho anh nghe, nhả về nhau đó, nhấn nhả về nhau rồi chuyển mờ mờ về bên sáng tí cho nó có độ cong. Rồi bây giờ mọi người biết đối xứng với nguồn sáng là gì không, đối xứng phần tối nhất, đối xứng phần tối nhất là phần sáng nhất nha. Thì bây giờ mình phải lấy chì này, à, lấy gôm này gôm cho anh cái đỉnh nào mà ánh sáng chiếu á, thấy không mọi người, hình dung ra tối nhất này thì sẽ là sáng nhất này, tối nhất này thì hông này sẽ là sáng nhất này, thấy không, tối nhất này thì đây sẽ là sáng nhất này, đó tối nhất này đây sẽ là sáng nhất này, thấy chưa? Mình gom nó sẽ tạo ra một cái diện khối chính, rồi sau đó mình mới sao mình mới phủ lại thêm một lớp nữa đúng không, cho nó tách phần sáng ra, có nghĩa là phần sáng mình nó không đều hết nha, phần sáng hồi nãy mình phủ á, nó không có đều hết mà nó phải có điểm sáng điểm tối nè, sáng này tối này sáng này tối này, thấy không, chỗ nào sáng là có chỗ nào đối xứng với phần tối là phần sáng đó, đúng không? Còn bên này không có gì hết nha, thì mình đánh nhẹ thôi, buông nét nhẹ thôi, buông khối nhẹ thôi.
Rồi mình cầm nét lên cho đẹp. Đó, thấy không? Nó có độ dày tay, thấy không? Mình phải làm, mình phải tạo định khối cho cái tay nha. Chứ không là mình đánh bình thường là nó ra cái khối, nó ra cái khối bị dẹp. Nên là mình phải tạo định khối cho nó. Đây, thấy chưa? Sao sao vậy thôi. Không cần đây cũng được nè, không cần cũng được nha, đánh như nãy được rồi. Bạn nào muốn kỹ hơn thì mình đánh thôi. Rồi, bây giờ cái cuối cùng nữa là mình đang nét đẹp lên. Rồi, anh đang chọn ánh sáng là bên tay trái qua nha. Thì cái nền bên này nè, đó, mình chỉ cần đánh sao. Đánh nó đừng có để lên vô phần tối nha. À, đừng để lên vô phần tay nha. Đánh bình thường thôi. Cái nền nó vẫn phải sáng hơn so với cái vành này. Đó, ví dụ vậy đó. Này cổ này, đó, này cái cổ đi. Thì cái phần nền mình nó vẫn phải sáng hơn so với cái phần tối của cái tay. Rồi, mọi người thấy chưa? Đơn giản mà tôi nghe. Rồi, bye bye mọi người.